Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Cựu chủ tịch Khánh Hòa lại bị đề nghị truy tố trong vụ án khác về đất đai. Quý vị thân mến, ngày 6 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố 3 cựu lãnh đạo tỉnh này về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. 3 cựu lãnh đạo bị đề nghị truy tố gồm ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định 3 cựu lãnh đạo trên đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quá trình cho triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu tổ hợp khách sạn, căn hộ du lịch cao cấp Nha Trang Golden Gate ở 28E Trần Phú, thành phố Nha Trang Golden Gate do công ty trách nhiệm hữu hạn Đỉnh Vàng Nha Trang, công ty Đỉnh Vàng làm chủ đầu tư. Theo điều tra, tháng 1 năm 2013, công ty Đỉnh Vàng có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xin thỏa thuận địa điểm đầu tư khách sạn, căn hộ du lịch cao cấp trên khu đất 14.000m2, số 28E đường Trần Phú. Khu đất này thời điểm đó do Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa quản lý sử dụng. Đến tháng 3 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa có công văn thông báo ý kiến của ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý về chủ trương thỏa thuận địa điểm đầu tư khách sạn, căn hộ du lịch cao cấp cho Công ty Đỉnh Vàng tại 28E Trần Phú. Đề xuất của Công ty Đỉnh Vàng và các văn bản trước đó của Ủy ban Nhân dân tỉnh đều thể hiện chủ trương quyết định theo hướng doanh nghiệp này có trách nhiệm làm việc với người sử dụng đất để thống nhất phương án bồi thường. Tuy nhiên sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa lại thực hiện quy trình thu hồi đất, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư, ấn định mức bồi thường hỗ trợ cho Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm Điều dưỡng Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Đến tháng 2 năm 2016, Công ty Đỉnh Vàng được giao đất cho thuê hơn 2,1 ha đất. Sau đó vào tháng 9 năm 2016, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Tháng 8 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định điều chỉnh hơn 7.200 m2 đất sử dụng vào mục đích công cộng, không kinh doanh thành tích diện tích cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm. Cơ quan điều tra xác định, dự án Nha Trang Golden Gate hoàn toàn không được thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, theo luật đất đai năm 2003, dự án này không thuộc diện dự án phát triển kinh tế quan trọng quy định để nhà nước thu hồi đất giao cho chủ đầu tư. Khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực, dự án trên cũng không thuộc vào diện các trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế. Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi đất của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đang sử dụng rồi giao cho Công ty Tỉnh Vàng là trái quy định pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh còn có các vi phạm như không thực hiện đấu thầu dự án, không áp dụng pháp luật nhà ở để lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án, giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thỏa thuận phương án kết thúc quy hoạch án trái với quy hoạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao đất, cho thuê đất không đúng hình thức, không đúng đối tượng. Vào tháng 5 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Khánh Hòa khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại khu đất 28E Trần Phú. Công an khởi tố bị can về tội danh trên đối với các ông Thắng, Thiên, Thái và 6 người khác là thành viên Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa. Quá trình thực hiện thủ tục tố tụng và điều tra, cả hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp tỉnh và cán bộ đều không xác định được giá đất cụ thể của khu đất 28E Trần Phú, nên cơ quan có thẩm quyền đã hủy các quyết định khởi tố bị can đối với 6 thành viên hội đồng thẩm định giá đất. Đến tháng 5 năm 2022, cơ quan điều tra ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án thành vi phạm các quy định về quản lý đất đai và quyết định thay đổi tội danh khởi tố đối với các bị can Thắng, Thiên, Thái. Tội tham nhũng, nộp lại tiền vẫn bị xử lý kỷ luật. Kính thưa quý vị, trao đổi với báo chí, ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ cho rằng với các tội phạm về tham nhũng kinh tế thì hình phạt hướng đến trừng phạt mạnh về kinh tế là phù hợp. Nhiều nước đã cho phép người phạm tội nộp tiền thay cho ngồi tù đối với những hành vi vi phạm mà việc buộc ngồi tù không cần thiết. Đồng thời, tội phạm kinh tế khi không bị ngồi tù vẫn có thể lao động, làm nghề có ích, không gây mất an ninh trật tự như tội phạm trộm cắp, cướp giật, tất nhiên là phải chịu sự kiểm soát. Đối với việc phạt tiền, ông Minh cho rằng đây cũng là hình phạt có tác dụng răn đe, chứ không phải sự ưu ái và người ta sợ ngồi tù nhưng cũng sợ mất tiền. Đồng thời, có thể thấy người phải đi vay nợ để khắc phục hậu quả, sau đó lao động vất vả để trả nợ, đó là cái giá phải trả cho tội lỗi của họ. Có người lo khi cho phép nộp tiền để không phải đi tù thì pháp luật sẽ không đủ răn đe, nhưng theo ông Minh, dù có phạt tù hay thậm chí tử hình thì tội phạm tham nhũng vẫn còn.
bởi tham nhũng là một trong những khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là lòng tham, là bản ngã của con người. Xử lý đương nhiên quan trọng, nhưng một nhiệm vụ khác cũng quan trọng là thu lại được tiền cho nhà nước. Cho nên áp dụng các hình phạt phải đạt được mục tiêu, hình phạt đương nhiên là trừng trị và có tác dụng, nhưng tuyệt nhiên không phải chỉ là để trừng trị cho hả dạ. Ông Minh nêu rõ và dẫn chứng luật phòng chống tham nhũng của Singapore cũng đánh mạnh vào lợi ích kinh tế của người tham nhũng và đã cho kết quả rất tốt. Bên cạnh đó, ông Minh đề nghị cần tăng cường kiểm soát để không thể tham nhũng, tránh được điều mà mọi người lo ngại là cứ tham nhũng lấy nhiều tiền rồi dùng tiền đó nộp để được giảm án. Trao đổi với báo chí, ông Bùi Văn Xuyền, nguyên ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cho hay ông đồng tình với việc cần khuyến khích người phạm tội tham nhũng, kinh tế chủ động nộp lại các tài sản tham nhũng thất thoát và có biện pháp giảm nhẹ, thậm chí giảm nhẹ đặc biệt với họ. Theo ông Xuyền, với các vụ án về tham nhũng kinh tế thì thiệt hại là về kinh tế nên mục tiêu, ưu tiên tối thượng phải thu hồi các tài sản tham nhũng thất thoát chứ không phải trừng phạt trừng trị tội phạm. Các trường hợp tham nhũng nếu tự nhận thức được lỗi lầm, chủ động khắc phục toàn bộ tài sản trước khi bị khởi tố, điều tra thì thiệt hại đã được khắc phục thì có thể xem xét tính toán thật kỹ để không khởi tố nhưng kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính vẫn phải thực hiện. Ông Lê Nam, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nói mục đích quan trọng của chống tham nhũng không chỉ là thu hồi tài sản thất thoát mà cao hơn là bảo vệ hệ thống pháp luật, quyền sở hữu của nhà nước và sự liêm chính của bộ máy công quyền, trừng phạt người vi phạm. Theo ông Nam, cần xây dựng cơ chế để cán bộ tự giác, tự nguyện nộp lại tài sản tham nhũng trước khi bị phát giác, phát hiện, xử lý nhằm tăng tỷ lệ thu hồi tài sản cho nhà nước. Nếu người vi phạm nộp lại tài sản tham nhũng trước khi bị cơ quan thanh tra, kiểm tra phát hiện hoặc trước khi bị khởi tố có thể được xem xét không bị điều tra truy tố. Tuy nhiên, nếu cán bộ nộp lại tài sản tham nhũng sau khi bị cơ quan thanh tra điều tra phát hiện hoặc đang trong quá trình điều tra truy tố thì chỉ nên coi là tình tiết giảm nhẹ kỷ luật hoặc mức án. Trường hợp khắc phục ngay toàn bộ tài sản tham nhũng cũng có thể được xem xét khoan hồng, đặc biệt hay mức kỷ luật nhẹ nhưng vẫn phải có xử lý chứ không phải là tha bổng. Mua sắm kit xét nghiệm Việt Á ở CDC Bắc Ninh, kiến nghị chuyển cơ quan công an. Thưa quý vị, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh có kết luận về việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm, kit xét nghiệm vaccine thuốc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong đó đáng chú ý có 4 gói thầu mua sắm sản phẩm của công ty Việt Á tại CDC Bắc Ninh với tổng trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, CDC Bắc Ninh triển khai gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ hoạt động phòng chống dịch COVID-19 năm 2021, mua sắm lần 2 gọi là gói thầu 2 CDC. Hàng hóa mua sắm gồm kit Real-Time RT-PCR, kit test chết ARN, ống nghiệm ly tâm nhựa kiểu F-Pendoc, đầu côn có lọc, găng tay bột không tan. CDC Bắc Ninh hợp đồng mua sắm với nhà thầu là Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Thành An. Công ty Thành An, trong đó số lượng hàng hóa nghiệm thu, bàn giao 10.080 kit Real-Time RT-PCR của hãng Việt Á và 5.000 kit test chết ARN. Việc nghiệm thu thanh lý này có biên bản đề ngày 12 tháng 5 năm 2021. Giá trị gói thầu đã thanh toán hơn 5,4 tỷ đồng. Ở gói thầu mua sắm sinh phẩm vật tư xét nghiệm SARS-CoV-2 năm 2021, đợt 3 gọi là gói thầu 4 CDC. Hàng hóa mua sắm gồm bộ sinh phẩm Real-Time RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2, kit test chiết ANA, thủ công, cồn tuyệt đối, cồn 70 độ, giải 8 ống Real-Time PCR nước chuyên dùng cho học sinh phân tử, ống nghiệm ly tâm đầu côn, găng tay bột tan, bọn tóc con sâu. Trong đó, CDC Bắc Ninh đã nhận bán giao từ công ty An Việt, của công ty Thành An 7.500 bộ sinh phẩm Real-Time RT-PCR cùng 42.000 bộ kit test chiết ANA thủ công của công ty Việt Á. Biên bản bàn giao nghiệm thu giữa CDC Bắc Ninh với công ty An Việt đề ngày 2 tháng 6 năm 2021 với công ty Thành An là ngày 3 tháng 6 năm 2021. Giá trị gói thầu đã thanh toán hơn 8,1 tỷ đồng. Có dấu hiệu không khách quan, không minh bạch trong 4 gói thầu mua sắm hàng hóa của công ty Việt Á tại CDC Bắc Ninh. Đối với gói thầu mua sắm 20.000 kit xét nghiệm sinh phẩm Real-Time PCR và 5.000 kit test chiết ARN của hãng Việt Á, gọi là gói thầu 7 CDC. CDC Bắc Ninh đã nhận bán giao từ công ty An Việt 10.000 kit xét nghiệm RT-PCR do công ty Việt Á sản xuất, từ công ty Thành An 10.000 kit xét nghiệm RT-PCR và 5.000 sinh phẩm test chiết ARN cũng của công ty Việt Á. Biên bản bàn giao nghiệm thu thanh lý của CDC Bắc Ninh với công ty An Việt đề ngày 15 tháng 6 năm 2021 với công ty Thành An đề ngày 21 tháng 6 năm 2021. Giá trị gói thầu đã thanh toán hơn 9,6 tỷ đồng. Gói thầu mua sắm bổ sung 10.000 kit xét nghiệm sinh phẩm Real-Time RT-PCR của công ty Việt Á gọi là gói thầu 8 CDC. Biên bản bàn giao nghiệm thu thanh lý hàng hóa đề ngày 25 tháng 6 năm 2021. Công ty An Việt đã bàn giao 4.569 kit xét nghiệm RT-PCR do công ty Việt Á sản xuất cho CDC Bắc Ninh. Giá trị gói thầu đã thanh toán 4,7 tỷ đồng. Dấu hiệu không khách quan minh bạch, theo kết luận thanh tra, quá trình lập giá của 4 gói thầu nêu trên,
CDC tỉnh Bắc Ninh đã căn cứ vào báo giá của các công ty. Tuy nhiên, các công ty báo giá nêu trên lại có quan hệ gia đình, quan hệ mật thiết với nhau. Trong đó có hai công ty do một cá nhân làm giám đốc và biết số liệu báo giá cho CDC Bắc Ninh. Công ty Thành An và công ty An Việt thay nhau cùng trúng thầu trong các gói thầu về mua sắm kit xét nghiệm RT-PCR do công ty Việt Á sản xuất. Việc mua bán được thực hiện qua lại giữa công ty của vợ chồng ông Tuân và bà Vân. Ông Tuân làm giám đốc công ty An Việt, bà Vân làm giám đốc công ty Thành An. Các công ty Optica, công ty Minh Nhật, công ty Hà Dương thường xuyên thay nhau báo giá kit xét nghiệm RT-PCR nhưng không trúng thầu, không có ủy quyền bán hàng của công ty Việt Á. Tại gói thầu 2 CDC, 4 CDC, công ty Thành An không mua kit xét nghiệm RT-PCR do công ty Việt Á sản xuất trực tiếp từ công ty Việt Á mà mua từ công ty An Việt. Công ty Thành An cung cấp kit xét nghiệm RT-PCR của hãng Việt Á cho CDC Bắc Ninh, trong khi không có giấy ủy quyền bán hàng của công ty An Việt. Giá mua của công ty An Việt cao hơn 1,8 lần giá mà công ty Thành An bán cho CDC Bắc Ninh. Tại gói thầu 8 CDC, công ty An Việt không mua trực tiếp được của công ty Việt Á mà mua lại của công ty Optica 4.569 kit với giá 530.250 đồng một bộ, cao hơn giá mua trực tiếp 1,04 lần. Công ty Optica có giám đốc cũng là bà Trần Hồng Vân, vợ ông Nguyễn Văn Tuân, giám đốc công ty An Việt, vợ ông Nguyễn Văn Tuân, giám đốc công ty An Việt. Trong khi công ty Optica không có ủy quyền bán hàng của công ty Việt Á, công ty An Việt không có ủy quyền bán hàng của công ty Optica. Các công ty nêu trên có mối quan hệ liên hệ qua lại từ mối quan hệ gia đình, báo giá trúng thầu, mua bán qua lại. Do vậy, có dấu hiệu không khách quan, không minh bạch trong việc thực hiện mua sắm kit xét nghiệm RT-PCR do công ty Việt Á sản xuất đối với 4 gói thầu tại CDC Bắc Ninh. Kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh nêu, từ kết quả đó, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh kiến nghị chuyển thông tin, tài liệu về mối quan hệ của các công ty trong việc báo giá, được chỉ định thầu, thực hiện mua sắm hàng hóa của công ty Việt Á, sản xuất có dấu hiệu không khách quan, minh bạch đến Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra xử lý. Hãy nhớ, tiêm vaccine thì sống, không tiêm vaccine hậu quả khôn lường. Thưa quý vị, dịch COVID-19 tạm thời được kiểm soát nhưng chưa phải chấm dứt, cho nên không thể chủ quan lơ là, bài học về thiệt hại nhân mạng do chủ quan vẫn còn nguyên tính thời sự. Tại phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra ngày 5 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục thực hiện các yêu cầu trong phòng chống dịch, còn phải đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine theo hướng dẫn của Bộ Y tế, với tinh thần đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng người. Trên thế giới, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Việt Nam tiếp tục ghi nhận các biến chủng mới và có nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Mỗi người dân hãy có ý thức phòng dịch nghiêm túc, ít nhất là đi tiêm mũi 3, mũi 4 theo hướng dẫn. Đừng nghĩ rằng tiêm mũi 2, mũi 3 vaccine là an toàn, bởi vì đa số người dân tiêm vaccine từ giữa năm 2021 đến nay đã quá 6 tháng, thậm chí 1 năm. Nếu bị nhiễm virus thì khả năng bị bệnh nặng, thậm chí tử vong. Theo thông tin từ ngành y tế, các ca mắc COVID-19 và tử vong tăng trong 4 tuần qua. Đây là cảnh báo cho người dân, không được xem thường và hãy bỏ qua suy nghĩ là dịch đã hết và không cần phải tiêm vaccine nữa.